Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu phá lỗ hổng ấy. Chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Bạn đã từng yêu chưa? Yêu một cách say đắm mà bất chấp tất cả mọi thứ. Yêu một cách cuồng nhiệt mà quên mất đi chính bản thân mình. Yêu một cách đau đớn mà chẳng thể tìm thấy được lối ra. Và cho đến cuối cùng, các bạn nhận lại được chỉ toàn là khổ đau, dằn vặt, tiếc nuối và hối hận. Yêu sao mà rắc rối đến thế, cứ tưởng nó sẽ ngọt ngào và hạnh phúc lắm chứ. Nào ngờ đó lại là thứ lồng sắt vô hình trói buộc con người trong thứ niềm đau, nỗi nhớ vô tận. Người ta thường nói tình yêu bao giờ cũng đẹp, đẹp như sắc nắng buổi bình minh với những thời khắc rực rỡ nhất, ấm áp nhất. Có lẽ là vậy, nhưng thực chất đó chỉ là một mặt của tình yêu mà thôi. Bình minh dù chói lóa đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc lụi tàn. Và hoàng hôn sẽ đến mang theo những nỗi buồn không tên, những nỗi nhớ dày vò cả tâm trí mà chính người trong cuộc không thể tìm được lời giải đáp. Yêu mà, đau đớn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một khi nỗi đau ấy vượt qua giới hạn chịu đựng từ cả hai phía, họ sẽ lựa chọn buông bỏ để giải thoát cho đối phương và cho chính mình. Buông bỏ không có nghĩa là hết yêu, mà đơn giản chỉ là tạo cho nhau cơ hội để thoát ra khỏi sự trói buộc ấy, để đối phương tìm đến một thứ tình yêu hạnh phúc hơn, tươi đẹp hơn và là mảnh vá bù đắp cho những nỗi đau không đáng có. Tình cảm của cô bé 16 tuổi đối với anh trước giờ đều như vậy. Ban đầu chỉ đơn giản là thích từ cái nhìn đầu tiên, ngưỡng mộ tài năng và bị chinh phục bởi nét đẹp ngoại hình của một anh chàng hoàn hảo đến từng milimét. Tình cảm ấy cứ lớn dần theo năm tháng mà ngay cả bản thân em cũng không hề biết rằng mình đã yêu anh mất rồi. Em đã từng yêu anh say đắm bất chấp cả lời bàn tán từ mọi người. Em đã từng tuyệt vọng vì những lời nói ấy. Họ nói rằng em không xứng để yêu anh. Họ nói em không xinh đẹp, không đủ tốt có thể sánh vai cùng anh trên suốt chặng đường dài phía trước. Vượt lên trên tất cả, em vẫn quyết định cho bản thân cơ hội để theo đuổi anh đến cùng, để được anh âu yếm, chở che, quan tâm và chăm sóc. Người bắt đầu mối tình này là em, người chấm dứt mối tình này cũng là em. Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu phá lỗ hổng ấy. Chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta. Em biết bản thân mình đã quá ích kỷ trong tình yêu, chỉ vì khao khát được cảm nhận mùi vị hạnh phúc mà người ta vẫn hằng nhắc đến. Em đã gây cho anh biết bao nhiêu phiền lụy. Yêu em, anh sẵn sàng từ bỏ biết bao nhiêu cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí là bị bạn bè xa lánh, bị ba mẹ can ngăn. Em đã từng rất tự hào vì điều ấy mà chẳng nhận ra rằng chính em mới thật sự là người tổn thương anh. Yêu mà không thể đến được với nhau đã khổ. Yêu mà làm tổn thương nhau còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Vết ngăn mà em tạo ra từ khi nói lời chia tay với anh có lẽ sẽ khiến anh đau đớn, tuyệt vọng trong một khoảng thời gian dài. Nhưng em không thể làm khác. Đây là cách duy nhất để anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Anh là người chân thành, dịu dàng và ấm áp. Em không xứng đáng để nhận được tình cảm ấy. Một cô gái tốt hơn em sẽ đến bên anh an ủi và giúp anh vượt qua những tháng ngày gian khổ. Em thật sự xin lỗi vì đã không thể cùng anh đi đến cuối con đường. Chỉ cần anh hạnh phúc, em có thể đánh đổi tất cả. Quá khứ, hiện tại và ngay cả tương lai, em sẽ cất giữ mãi một tình yêu sâu đậm với người con trai mà em đã thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm tuổi học trò. Buông bỏ tình yêu và chấp nhận quên anh là điều can đảm nhất mà em từng làm trong cuộc đời. Cảm ơn anh vì đã đến và cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu thật sự. Quên một người mà mình đã và đang yêu say đắm, đó phải chuyện dễ dàng. Yêu là hạnh phúc mà cũng là bể khổ. Chuyện tình cảm không ai nói trước được điều gì, đâu phải cứ nói yêu là sẽ bên nhau trọn đời. Buông bỏ tình yêu có lẽ sẽ khiến anh có một cuộc sống hạnh phúc hơn trong tương lai. Em biết bản thân em sẽ dằn vặt trong khoảng thời gian dài, thậm chí là không thể quên được hình bóng của anh. Giờ đây con đường chúng ta đi đã rẽ thành hai ngã. Anh và em như hai đường thẳng song song, không còn có thể bắt gặp nhau trên con đường đời dài dằng dặc phía trước.
em chỉ có thể đứng nhìn anh từ xa đang dần khuất bóng dưới ánh hoàng hôn cuối cùng của khắc ngày tàn. Anh và em cứ ngỡ là gần đến từng mm mà hóa ra là xa cả vạn dặm. Vạch ngăn mà em đã vô tình tạo nên có lẽ đã chia cắt chúng ta đến muôn đời muôn kiếp. Sau tất cả tình yêu mà suốt 10 năm qua em và anh gây dựng, nay đã trở thành đống tro tàn của sự tiếc nuối, dằn vặt, khổ đau. Em không dám khẳng định rằng mình sẽ không khóc khi không có anh cạnh bên. Em biết rằng bản thân sẽ bị giày vò một cách đớn đau khi nhớ về kỷ niệm của chúng mình. Thanh xuân của em vốn dĩ tươi đẹp khi có sự xuất hiện của anh. Em đã từng mong tình yêu chúng mình sẽ đi đến đích cuối cùng và chúng ta sẽ có một gia đình nhỏ thật hạnh phúc. Cho đến khi em nhận ra rằng bản thân mình đã quá ích kỷ mà chưa từng nghĩ đến anh. Rời xa anh có lẽ là cơ hội cuối cùng mà em có thể giải thoát cho người con trai em yêu, cho tình yêu chúng mình. Sau này anh chắc chắn sẽ gặp được một cô gái tốt hơn em và yêu anh thật lòng. Hãy hạnh phúc anh nhé. Cảm ơn anh vì đã đến và đem lại những tia nắng thanh xuân ấm áp của cô bé 16 tuổi lần đầu biết đến mùi vị của tình yêu. Em không mong anh sẽ nhớ đến em mà dằn vặt, đau khổ. Em mong rằng trong tương lai chúng ta vẫn có thể làm bạn, vẫn có thể trò chuyện tại quán cà phê quen thuộc, vẫn có thể bước đi trên cùng một con đường và vẫn có thể là tri kỷ của nhau. Và bây giờ hãy để em nói lời tạm biệt cuối cùng đến anh, người con trai mà em vẫn hằng thương nhớ. Gửi anh mối tình đầu của em. Người ta nói muốn quên một người thì hãy yêu một người khác. Nhưng có bao giờ người ta biết cảm giác ở bên một người mà nhớ tới một người khác nó đau đớn đến thế nào không? Bởi thế em chẳng thể nào quên được, chỉ có thể chôn chặt tình cảm trong tim em và mong rằng nó không làm mủ đau âm ỉ ở trong lòng em. Buông bỏ một người thật sự là chuyện không dễ dàng, giống như một thói quen được hình thành qua nhiều năm tháng. Bạn từ bỏ dễ dàng sao? Giống như dành tất cả mọi thứ của bản thân mình để yêu một người, bạn buông bỏ đoạn tình cảm ấy làm được sao? Có thể sẽ làm được, có thể sẽ quên đi. Một năm, hai năm, rồi nhiều năm sau nữa sẽ quên, sẽ lại yêu thương một người khác. Những vết thương vẫn còn đó, vẫn nằm sâu ở trong lòng, sẽ để lại một vết sẹo cho ta biết rằng tuổi trẻ đã từng đi qua nhiều đau thương như vậy. Và quên đi một người không dễ dàng chút nào. Đầu tháng 4 trời còn nắng gắt đến lạ, bầu trời xanh vời vợi, tôi thêm vài đám mây trôi lơ lửng kia cũng kéo theo tâm trạng trùng xuống. Nắng tắt rất trễ nên thành phố lên đèn cũng trễ theo. Bớt đi sự nhộn nhịp thì sẽ bớt cô đơn sao? Không có, sẽ không còn cô đơn nữa nếu như bạn quên đi. Nhưng cô chưa quên được. Người ta vẫn nói chia tay không buồn, những ngày sau chia tay mới là buồn nhất. Trước kia cô vẫn không tin, cho nên những khi như thế vẫn thường nhào vào lòng anh mà bĩu môi, nói làm sao chia tay không buồn chứ, nếu như anh nói chia tay, ngay lúc đó có lẽ em đã khóc rồi. Anh lại cốc đầu cô, nghiêm mặt quát khẽ. Bậy nào, anh làm sao lại nói chia tay em? Thế nhưng hôm nay, họ chia tay nhau rồi. Sau chia tay, cuộc sống vẫn trải qua như bình thường, chỉ là không có anh. Cô vẫn thức dậy mỗi sáng, vẫn lái xe đi làm, vẫn về nhà rồi ăn tối. Hay đôi khi vẫn tăng ca đến khuya. Nhưng tất cả đều một mình trải qua, không còn ai bầu bạn, không còn ai chuẩn bị sẵn thức ăn khuya cho cô. Nói không đau lòng là giả, bên nhau một khoảng thời gian có lẽ là 3 năm 4 tháng. Không thể nói là quá dài, nhưng cũng đủ để hiểu tất cả về nhau, đủ để gắn bó với nhau tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đủ hình thành những thói quen hay những mối quan hệ lằng nhằng đồng nghiệp rồi bạn bè. Thế nên buông tay nhau mà không hiểu lý do, cô ở lại phải giải thích làm sao? Dốc hết sức yêu thương một người chưa bao giờ là sai. Sống hết mình, yêu hết mình là chuyện ai cũng muốn. Dù kết quả thế nào, rằng ta đã cố gắng rất nhiều sẽ không hối hận. Nhưng mọi người vẫn quên rằng, sau tất cả ấy, nếu chúng ta không có nhau, thì để lại chỉ là những đau thương mất mát. Rời đi trước sẽ không đau lòng sao? Không phải nếu còn yêu, dù ai rời đi, ai ở lại đều sẽ đau lòng. Cho nên sau khi anh đi, cô đã khóc, đã cảm nhắm từng nỗi đau, đã nghĩ rất nhiều về tất cả những chuyện cùng nhau trải qua. Vẫn không nói ra được lý do vì sao buông bỏ. Phải chăng anh không thương cô như lời anh nói? Hạnh phúc nhất trên đời không phải là được nhiều người theo đuổi, mà là có một người dù bạn thế nào cũng sẽ chọn ở lại, không rời đi.
cho nên cô không phải là người có được hạnh phúc. Nghe nói anh đã xuất ngoại rồi, đã không còn cùng nhau chung sống trong một thành phố, cùng nhau trải qua tất cả rồi lại trở về với vị trí ban đầu. Vậy thì tạm biệt thôi, cô không còn giữ bất cứ thứ gì thuộc về anh cả, bắt đầu trở lại cuộc sống của mình giống như trước khi gặp anh. Nhưng khó quá, giống như chúng ta không thể chắc chắn được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn luôn hứa hẹn. Từng lời hứa buông ra rồi sẽ được ghi nhớ rất lâu, rất sâu, lại được kỳ vọng. Cho nên nói, chỉ cần bên nhau thôi, cứ bên nhau thật lâu, nhưng đừng hứa gì cả. Như vậy, cho dù sau này không thể tiếp tục đi cùng nhau được nữa, cũng sẽ không mang tới nhiều tổn thương cho đối phương. Cô không biết bản thân mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể quên đi tất cả mọi thứ. Chỉ biết rằng hy vọng một ngày trùng phùng là quá đỗi mong manh. Yêu thương, lo lắng, mọi thứ cô đem gác lại để mặc cho cô đơn bầu bạn như thành phố đã thành xa lạ này. Hy vọng một ngày gặp lại, có thể bình thản đối mặt mà nói với anh một câu: đã lâu không gặp. Chỉ như thế cô mới có thể xác định được mình thật sự đã tha thứ và buông bỏ anh rồi. Tuổi trẻ thật tốt, bất chấp tất cả để đến với nhau, yêu thương cùng nhiệt bằng tất cả năng lượng sống của mình. Và rồi dù cho có bị tổn thương thì vẫn còn thời gian chữa lành với thương ấy. Nhưng thanh xuân ngắn ngủi, không có mấy lần 3 năm. Yêu là cho đi, nhưng cũng cần nhận lại, để ta biết rằng mình dùng tất cả hơi sức để yêu là không hoài phí. Yêu đúng lúc, gặp đúng người là một điều mà ai cũng hằng mong ước. Cuộc sống sẽ đầy sắc màu khi có tình yêu, nhưng chỉ muốn yêu thôi thật khó. Hãy bao dung, hãy tha thứ, cứ như là cho ta một cơ hội để buông bỏ thôi. Người ấy rồi sẽ lại yêu một người khác, và ta cũng thế, sẽ lại cùng nhau bước tiếp vào tương lai, cùng nhau trải qua mọi thử thách của cuộc sống, rồi có khi sẽ là người cuối cùng bên ta. Ai cũng có quyền được hạnh phúc, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thất tình không đáng sợ, nhưng cần lắm dũng khí bước ra khỏi những ký ức đó. Như vậy cuộc sống sẽ lại tốt đẹp hơn. Bạn thân mến, mối tình đầu là những cảm xúc lạ lẫm lần đầu ta cảm nhận được trong cuộc đời này, thường thành hình vào những năm tháng tuổi trẻ đầy dại khờ và tràn trề nhựa sống. Người lớn thường cho rằng những mối tình thời học sinh là cái gì đó rất bé nhỏ, thậm chí là vô nghĩa. Nhưng bất kỳ ai từng có một mối tình đầu tiên yêu hết mình, không toan tính, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thì mới hiểu được rằng tình yêu đầu thường khó quên nhất. Vì những cảm xúc đầu tiên luôn là thứ trong trẻo và mạnh mẽ nhất, do vẫn chưa biết đến những tổn thương hay muộn phiền. Sau đây mời bạn lắng nghe truyện ngắn Anh chính là mối tình đẹp nhất thanh xuân của em, đến từ tác giả Thu Phương. Mối tình đầu, mối tình ngây thơ trong trẻo nhất của thời thanh xuân, nó luôn là ký ức ngọt ngào và đem lại cho con người nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc lần đầu tiên rung động, nhiệt huyết nhất trong trái tim nhỏ bé này. Tôi, một đứa con gái nhút nhát và là một người không thích gặp gỡ ai. Nhưng cho đến khi cậu ấy xuất hiện thì mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Ngày ấy khi đi trên sân trường đầy nắng, tôi lỡ làm rơi tập sách vở, và chính cậu ấy, người con trai hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp, đã nhặt giúp tôi và hỏi tôi: "Cậu ơi, cậu làm rơi tập sách kìa cậu." Ngay lúc ấy khi tôi quay lại nhìn thì cô ấy nở một nụ cười tỏa nắng nhìn tôi. Lúc đấy trái tim tôi đập liên hồi, và đấy chính là rung động đầu đời của tôi. Tôi bước lại với cậu ấy và nói với vẻ ngại ngùng: "Ừ, đây là tập sách của tớ làm rơi. Cảm ơn cậu đã nhặt giúp tớ nha. Chào cậu, tớ đi trước nha." Tôi ngại ngùng bước đi thật nhanh. Sau buổi gặp định mệnh ấy, tôi như một người mất hồn vậy. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu ấy. Và trong giấc mơ, tôi luôn mơ thấy cậu ấy là một chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã, và tôi là một nàng công chúa trong chiếc váy màu trắng đang cùng cậu ấy đi qua một khu vườn tình yêu đầy mộng mơ. Một giấc mơ đẹp làm tôi chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi không tỉnh dậy. Đến lúc khi trời sáng mẹ gọi tôi dậy đi học thì tôi bừng tỉnh và lại chuẩn bị một ngày mới bắt đầu. Khi đến trường, tôi vẫn nhớ đến giấc mơ tuyệt đẹp ấy, và trong suốt giờ học tôi đều ngẩn ngơ
khi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào ấy. Năm tiết học trôi qua, tôi chuẩn bị ra về. Trên con đường nơi sân trường đầy nắng ấy, tôi lại gặp lại cậu. Hôm nay vẫn trong chiếc sơ mi trắng ấy, nhưng sao hôm nay tôi thấy cậu thật đẹp trai và ấm áp đến lạ thường. Vẫn mái tóc này, vẫn nụ cười này, một lần nữa làm tôi rung động và nhịp tim tôi đập nhanh hơn một cách lạ thường. Cậu bước về phía tôi và đang đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười ấm áp. Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi. Tôi ngại ngùng đáp. À, chào cậu, rất vui khi được gặp lại. Cậu ấy nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp. Mình tên là Andy, còn cậu tên là gì vậy? Tôi nở một nụ cười đáp. Mình tên là Ginny, rất vui được gặp cậu. Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói với tôi. Cậu dễ thương thật đấy, mình có thể mời cậu đi uống nước được không? Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy và chúng tôi cùng sáo bước trên con đường thân quen. Đến quán cà phê, cậu gọi cho tôi một cốc trà sữa và tôi khá ngạc nhiên vì cậu gọi cho tôi một cốc trà sữa. Tôi có hỏi, ơ, sao cậu biết mình thích uống trà sữa vậy? Cậu cười và đáp, theo mình thấy thì tất cả các bạn nữ đều khá thích trà sữa. Tôi mỉm cười. Chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện với nhau cả ngày và giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Thời gian thấm thoát trôi, chúng tôi giờ đây đã là học sinh lớp 12 và chúng tôi khá thân với nhau. Chúng tôi hiểu được những suy nghĩ của nhau và chúng tôi khá ăn ý với nhau. Trong một lần tham gia cuộc thi cầu lông, trường đã chọn tôi và cậu chung một đội tham gia cuộc thi cầu lông đôi để đấu với trường khác. Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau. Và từ hôm đấy đi đâu chúng tôi ngày nào cũng bị lũ bạn trêu đến đỏ cả mặt. Tôi chỉ ngại nhất là con bạn thân của tôi ngày nào cũng trêu tôi trước mặt cậu và lúc nào cũng trêu những câu đùa làm tôi ngượng chín mặt. Bao giờ khi tôi bị các bạn trêu là cậu ấy sẽ cười và xoa đầu tôi rồi nói, cậu dễ thương thật đấy. Sau câu nói đó, tim tôi như muốn rớt ra ngoài vì sự ngọt ngào của cậu. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng cậu sẽ coi tôi là một người bạn thân, chứ cậu sẽ không biết rằng tôi đã yêu cậu từ lâu lắm rồi. Nghĩ đến điều đấy, tôi cảm thấy buồn và muốn chạy thật xa khỏi cậu, nhưng tôi không làm được. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ giữ tình cảm tươi đẹp này cho riêng mình. Nhưng thật sự tôi đã không làm được. Sau buổi tốt nghiệp cuối cùng, tôi đã nhắn tin hẹn cậu ra ngoài để nói hết tâm tư của mình. Cuối cùng cậu đã đến. Cậu đi đến bên tôi rồi vẫn nở nụ cười. Cậu đến bên tôi, nở nụ cười, hỏi tôi. Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không? Nghe cậu đấy hôm nay sao lại nặng nề như vậy? Tôi ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Anh đi, hôm nay mình hẹn cậu ra đây là để... Tôi suy nghĩ một lúc tôi mới can đảm nói hết lời trong lòng mình ra. Andy à, lần đầu tiên mình gặp cậu thì mình đã thích cậu rồi. Từ đầu mình chỉ nghĩ là mình chỉ rung động nhất thời với cậu. Nhưng mình đã lầm. Mình không phải thích cậu, mà là yêu cậu rồi. Mình biết nói ra những điều này sẽ làm cậu bất ngờ và khó chấp nhận được. Nhưng mình chỉ muốn nói hết tấm lòng của mình dành cho cậu. Andy, mình yêu cậu. Nói xong, lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi thật sự đã rơi nước mắt vì tôi đã biết được kết quả sẽ là gì. Tôi chỉ muốn nói ra những tâm tư của mình dành cho cậu. Tôi không cần phải giấu giếm tình cảm của mình nữa, vì tôi biết rằng giấu trong lòng thì người tổn thương chỉ có là bản thân mình. Sau hôm nay tôi biết rằng chúng tôi không thể làm bạn nữa. Càng nghĩ đến tôi càng buồn hơn. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu ấy xoay người tôi lại và ôm chầm lấy tôi và nói, mình cũng thích cậu từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp cậu thì mình đã biết cậu chính là người con gái mà mình sẽ bảo vệ suốt đời này. Với cả lời tỏ tình này nên để con trai nói trước chứ. Nói xong cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi rồi nói, Ginny, mình yêu cậu, cậu làm người yêu mình nhé. Tôi bật khóc trong hạnh phúc và nói với cậu, mình đồng ý. Tôi vừa nói dứt lời thì cậu ấy đã ôm lấy tôi và trái tim giờ này lại một lần nữa rung động vì cậu. Sau hôm tỏ tình ấy,
chúng tôi chính thức đã trở thành người yêu thật sự của nhau. Thậm chí chúng tôi còn đổi cách xưng hô với nhau, khiến cho lũ bạn của chúng tôi phải tránh xa vì sự ngọt ngào này. 6 năm sau, cậu ấy đã cầu hôn tôi và chúng tôi chính thức là vợ chồng và sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Cậu ấy chính là mối tình đầu tuyệt đẹp suốt quãng thanh xuân của tôi, và chúng tôi luôn trân trọng những năm tháng tươi đẹp vì chúng tôi thật sự đã yêu nhau. Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, và chúng ta hãy trân trọng nó. Chúng ta hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, sống hết mình vì tình yêu, và quan trọng hơn hết là hãy trân trọng những người đã ở bên ta trong suốt quãng thanh xuân tươi đẹp ấy. Mối tình đầu, mối tình ngây thơ trong trẻo nhất của thời thanh xuân, nó luôn là ký ức ngọt ngào và đem lại cho con người nhiều cảm xúc nhất. Cảm xúc lần đầu tiên rung động và nhiệt huyết nhất trong trái tim nhỏ bé ấy. Bạn thân mến, sau bao năm tháng qua đi, vẫn biết chia ly là buồn đến vậy. Nhưng buồn hơn cả là chẳng biết lý do rời xa nhau. Khi đôi bàn tay không còn nắm lấy, rời buông rồi ngoảnh mặt, chẳng một lần gặp lại giữa thành phố đông vui. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết: Đã từng hứa bên nhau trọn đời, nhưng anh không đưa nổi chặng đường em đi, của tác giả An Nguyễn. Có tiếng gió len lỏi trong căn nhà nhỏ thổi bay tấm rèm bên ô cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi, tất cả những ồn ào trở nên tĩnh mịch, nhường chỗ cho tiếng mưa trút trên mái nhà thứ âm thanh quen thuộc. Cô gái nhỏ dừng viết lách bên bàn, nhìn ra bên ngoài ngắm cơn mưa đầu mùa hạ. Màn sương trắng bao phủ khắp núi đồi mờ ảo, che lấp cánh rừng thông vươn mình trong phong ba, che lấp khoảng trống trước hiên nhà và nỗi niềm chẳng thể gọi tên. Mưa mang nỗi nhớ chơi vơi và ký ức năm xưa lại gọi về cùng những kỷ niệm tưởng đã vùi quên trong quá khứ. Tại sao mưa lại khiến lòng ta buồn nhiều đến thế? Nhưng nỗi buồn lại đẹp đến cô đơn. Cô gái mơ hồ nhớ lại đôi mắt năm xưa khiến cô đã từng hấn nhịp, đã từng hạnh phúc vô cùng, và cả những bâng khuâng. Hóa ra bóng hình xưa vẫn còn nguyên đấy, cho đến một ngày tất cả trở về nguyên vẹn như mới hôm qua. Chẳng thể bắt tim mình quên được, và câu chuyện tình đầu là cha chiết, mênh mang. Tại sao lại chia tay? Không một câu trả lời, chỉ là tiếng lặng im. Cô gái thảng thốt nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt suy tư, đượm buồn, sâu thẳm, đôi phần luyến lưu. Một chiếc hôn nhẹ lên trán từ biệt, và cơn mưa bắt đầu rơi cuốn theo sắc vàng của lá khô tàn úa. Kết thúc rồi sao? Chẳng phải đã từng trao nhau một lời hẹn ước, tin tưởng nhau trên mỗi bước đi, ngỡ sẽ mãi cạnh nhau. Nhưng rồi sao đổi khác, chẳng thể bên nhau cho đến bạc đầu. Khi đôi bàn tay không còn nắm lấy, rời buông rồi ngoảnh mặt, chẳng một lần gặp lại giữa thành phố đông vui. Sau bao năm tháng qua đi, vẫn biết chia ly là buồn đến vậy. Nhưng buồn hơn cả là chẳng biết lý do rời xa nhau. Dẫu cho đến mai sau, có thể đó vẫn là câu hỏi với muôn vàn điều không thể nào giải đáp. Cô bồi hồi nhớ một nụ hôn ấm áp trên trán trong ngày mưa cuối cùng còn ở cạnh, cảm nhận đôi môi run rẩy và nhẹ nhàng trong từng nhịp thở. Rồi người vội vã rời đi, bóng hình xa khuất trong màn mưa. Chỉ mình cô ở đó bần thần, trống rỗng, thấy tim mình vỡ tan như hạt mưa rơi trắng xóa bên đường. Cô viết cho mình vài dòng nghẹn ngoạc để nhớ về những ngày đã từng yêu một người nhiều đến thế. Dù gì đó chẳng phải là ký ức đẹp nhất hay sao? Là cảm xúc trong trẻo và ngây thơ của một thời thanh xuân rực rỡ, của đôi môi thơ mộng hay sao? Năm xưa đã từng hy vọng nắm bàn tay một người đi hết chông gai, rồi yên bình cùng người sống cuộc đời thanh bạch, giản đơn. Nhưng rồi khi mong ước trở nên quá xa tầm với, thì chi bằng sống thật tốt cho hôm nay. Cơn mưa đầu mùa vô tình mang yêu thương về lại giữa vô vàn người ngang qua đời mình, ghé lại rồi rời đi. Chẳng biết còn ai giữ cho bản thân những hoài niệm đẹp về một người đã từng đi một quãng đường ngắn ngủi. Mối tình đầu chẳng dễ dàng quên được,
Dẫu mong chờ trăm ngàn cơn mưa cuốn sạch ký ức năm xưa, nhưng ta lại sai lầm vì mưa dội xuống một miền quá khứ mênh mang, đẹp đến nao lòng. Chẳng thể trách giận bản thân mình sao lại nhớ nhiều đến vậy. Vì mưa đầu mùa, vì người đã rời xa, hay bởi do ta chẳng thể dứt ra những niềm thương, niềm nhớ. Cũng chẳng sao, bởi vì chúng ta còn sống là còn ký ức, và thời gian chẳng biết đâu là ngắn, thế nào là đủ dài. Có những điều ta mong muốn mãi khắc ghi, đôi khi lại mong quên đi đến tận cùng. Dù sao đi nữa, ký ức dù nhớ dù quên thì cũng đã cùng ta từng trải. Tất cả là những mảng màu quá khứ điểm tô thêm cuộc sống của mình. Suy cho cùng, bao chuyện buồn vui, cay đắng, hạnh phúc, hân hoan là điều luôn tồn tại. Không phải khi gợi nhớ về là hoài cổ, cũng chẳng phải là kẻ cổ hủ lang thang đi tìm kiếm chuyện ngày xưa. Chỉ là khi ở kiếp này, ký ức là một phần của đời ta, đi cùng ta những năm dài tháng rộng, đôi khi theo ta đến hơi thở cuối cùng. Mưa đầu mùa và ký ức mênh mang. Bạn thân mến, càng lớn tuổi con người ta cần nhận ra một điều: thời gian có thể lấy đi của ta tuổi trẻ, nhưng sẽ mang đến cho ta một tài sản quý giá. Đó chính là sự bình thản. Hãy đối diện với mọi chuyện bằng tâm thế bình thản để đối mặt, để nhận định và để giải quyết. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết "Anh và em chỉ là quá khứ của nhau" của tác giả Phùng Thị Thùy Vân. Cuối cùng họ cũng rời xa nhau, không ai nói với ai lời nào. Họ chọn xa nhau trong im lặng. Cô là người ra đi trước, có lẽ vì đã quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau khổ đến mức không thể nói bằng lời, nên trái tim cô câm lặng. Cô lặng lẽ rời đi, không một lời, không ai biết. Mọi người chỉ biết cô đã nghỉ việc, nhưng không ai biết lý do vì sao. Còn anh cũng im lặng từ ngày cô đi. Như từ bao năm nay họ biết nhau, giữa anh và cô rất hiếm hoi có một tin nhắn, một cuộc gọi. Nếu có chăng thì đó chỉ là nội dung công việc. Cho đến bây giờ cô vẫn chưa có câu trả lời chuyện của anh và cô bắt đầu từ lúc nào và từ đâu. Suy nghĩ trong cô có lúc thật đơn giản: chuyện không có bắt đầu nên sẽ chẳng có kết thúc. Những lúc gặp nhau là những dịp tập trung toàn trường. Lần nào cũng vậy, cô vẫn ngồi ở vị trí đó, chỗ ngồi đó. Cô ngồi sau lưng anh, và cũng như mọi lần, họ vẫn không nói với nhau lời nào. Những lúc bắt buộc phải nói là những giao tiếp về công việc, nhưng cũng rất ngắn và ít ỏi. Chủ yếu anh và cô giao tiếp bằng ánh mắt và nụ cười. Ngày tháng trôi qua, cả anh cả cô đều tự cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mỗi người dành cho nhau mỗi lúc một nhiều, đầy ắp trong tim. Và cũng chính vì điều đó mà họ phải xa nhau. Họ gặp nhau quá trễ rồi, vì mỗi người đã có một tổ ấm riêng. Khi cô ngồi viết những dòng này, họ xa nhau đã gần 2 năm. Sau khi cô đi, anh vẫn tiếp tục làm việc tại trường. Ngày cô nhận được tin anh cũng rời khỏi trường, cô biết họ chính thức xa nhau. Lòng cô bình thản, đầu cô trống rỗng, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Có khác gì đâu chứ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng nguôi đi. Cô dặn lòng mình không được nghĩ đến nữa. Và bởi vì cho dù thế nào, cuộc sống ngoài kia vẫn phải tiếp diễn. Cả anh và cô đều phải sống tốt. Cô muốn vậy. Không biết có còn gặp lại nhau nữa không, cô vẫn luôn cầu mong anh được bình yên. Cô nhớ mãi gương mặt phúc hậu và nụ cười tươi của anh ngày nào. Mỗi người lại có một chọn lựa riêng, một ngã rẽ mới để tiếp tục dấn thân. Như ngày cô quyết định xa anh, cô đã chấp nhận. Không còn anh ở bên nữa, một mình cô sẽ đi tiếp với một hướng đi hoàn toàn mới. Cô bằng lòng với hiện tại của mình. Càng lớn tuổi cô càng nhận ra điều này. Thời gian có lấy đi của ta tuổi trẻ, nhưng sẽ mang đến cho ta một tài sản quý giá. Đó chính là sự bình thản. Mọi việc đối với cô giờ đây, cô luôn lấy tâm thế bình thản để đối mặt, để nhận định và để giải quyết. Ngày xưa chắc chắn anh đã trách cô, sao cô im lặng, sao cô không nói. Đơn giản chỉ là cô thấy với anh cô không cần nói. Rồi anh sẽ hiểu,
nếu còn có duyên, anh và cô sẽ còn gặp lại như hai người bạn xa lâu ngày gặp lại nhau. Vậy thôi mà. Anh và cô đã là quá khứ của nhau, dù đó là một quá khứ rất đẹp, nhưng xin hãy để nó được ngủ yên. Cô biết cả anh và cô đã tự chiến đấu khó khăn đến thế nào để giữ được trong nhau hình ảnh đẹp trọn vẹn của mỗi người. Anh và cô đã là niềm ký ức dịu dàng trong sáng nhất trong nhau. Những câu chuyện của ngày hôm qua giữa anh và cô sẽ luôn là động lực cho mỗi người bước tiếp. Chắc chắn họ không quên được nhau, và hình bóng mỗi người trong tim nhau sẽ là sức mạnh tiếp sức cho anh, cho cô không bao giờ gục ngã, cho dù họ có tự nhủ lòng hay biết nói lời tạm biệt quá khứ, tạm biệt niềm yêu thương của ngày hôm qua để cảm nhận được niềm yêu thương của ngày hôm nay và ngày mai sẽ còn lớn hơn nữa. Anh nhé. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.